tại xã Phong Hòa, mô hình trồng cây dược liệu lấy tinh dầu được gia đình anh Nguyễn Khoa Thẳng áp dụng từ năm 2013 đến nay. Tinh dầu tràm được nấu theo phương pháp chuyên cất từ lá cây tràm. Loại tinh dầu này tốt cho trẻ em, có tính sát khuẩn, giữ ẩm cơ thể và lứa tuổi nào cũng có thể sử dụng. Càng ngày, những sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên càng được người dùng ưa chuộng, nên các lò dầu tràm nhờ đó có thể sống được với nghề khi giá bán 240.000 đồng cho 100ml như hiện nay. Mỗi ngày, cơ sở của anh Thẳng sản xuất 2 đến 3 lít tinh dầu tràm. Hiện tại bây giờ thì về cái tinh dầu thì về nguyên liệu ấy, thì hiện tại bây giờ là cũng chuyển đổi cái cây trồng để mà có nguyên liệu là trồng. Vì hiện tại là cái nguyên liệu từ thiên nhiên là càng ngày là càng giảm. Thì ở đấy thì khu vực ở quanh cái cơ sở sản xuất của mình thì bà con là tận dụng cái đất gọi là đất nông nghiệp, đất trồng hoa màu ấy. Tức là khi mình trồng các cái loại cây hoa màu không có hiệu quả kinh tế thì mình chuyển đổi qua trồng cái cây dược liệu tràm, tinh dầu tràm này. Thì lợi ích kinh tế là hàng cao hơn. Thứ hai nữa là về cái thời gian đầu tư cho cái dược liệu này là thấp. Đó, tức là mình chỉ có đầu tư ban đầu thôi. Sau đó thì bà con là cứ chăm sóc cây, dưỡng cây và thu hoạch. Được trồng từ năm 2015 và đi vào hoạt động từ năm 2018, cơ sở sản xuất artiso đỏ Hichagon, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã giúp cho các sản phẩm từ cây artiso đỏ làm thành trà, mức, rượu, siro đến với người tiêu dùng. Với định hướng trở thành thương hiệu chuyên về nông sản sạch, nâng cao giá trị cây trồng nông nghiệp và đem đến nguồn việc làm cho người dân bản địa, giá thành mỗi loại sản phẩm làm từ artiso đỏ dao động từ 25.000 đến 210.000 đồng. Thông qua các cái cuộc hội nghị kết nối, hội nghị cung cầu được Sở Khoa học Công nghệ hay là được Sở Công thương hỗ trợ để mình có thể xúc tiến thương mại và tìm kiếm những cái đối tác trên cả nước. Vừa qua, tại diễn đàn thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dược liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các chuyên gia, diễn giả, nhà đầu tư, doanh nghiệp, start-up đã cùng thảo luận, đánh giá sâu hơn những tiềm năng, cơ hội, thách thức, xác định được những bài toán đặt ra trong lĩnh vực dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế, qua đó đặt hàng tìm kiếm các mô hình giải pháp công nghệ mới phù hợp với định hướng phát triển của lĩnh vực dược liệu, cũng như kết nối kêu gọi các nhà đầu tư đến Huế để đầu tư phát triển toàn diện trong lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm trong sản xuất và chế biến sâu các sản phẩm dược liệu. Chúng tôi muốn thảo luận để tìm ra những cái bài toán đâu là những vấn đề tiềm năng, lợi thế cũng như là những cái thách thức để mà phát triển cái ngành dược liệu trên địa bàn tỉnh theo cái định hướng, cái đề án phát triển vùng nguyên liệu dược liệu gắn với các cái sản phẩm ô cốp của tỉnh. Và từ đó thì chúng tôi kêu gọi các cái doanh nghiệp, các start-up, các nhà đầu tư cùng liên doanh liên kết hoặc là có cái mô hình kinh doanh mới để mà thúc đẩy phát triển các cái sản phẩm dược liệu đáp ứng cái nhu cầu vừa là phát triển vùng nguyên liệu, đáp ứng cái sinh kế cho người dân và đồng thời là đưa được sản phẩm dược liệu tiềm năng của Huế ra được với thị trường trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế trong cái ngành dược liệu. Cùng với tiềm năng về tài nguyên dược liệu bản địa lớn tại địa phương và nhu cầu chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên của người tiêu dùng ngày càng cao, hướng đi khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, start-up đẩy mạnh phát triển vùng trồng dược liệu đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Xây dựng đầu tư các mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng gắn với nguồn tài nguyên dược liệu bản địa.